Câu hỏi thứ 26. Đức Đạt Ma Tổ Sư có câu, một hoa nở năm cánh. Nói đến câu này, ai cũng nghĩ đến việc sao Đức Đạt Ma Tổ Sư sẽ có thêm 5 đời tổ nữa. Tuy nhiên, sao Đức Đạt Ma và 5 vị tổ ở Trung Quốc thì tại Việt Nam có thêm 3 đời tổ nữa dạy về Thiền Tông. Thưa, vậy câu kệ một hoa nở năm cánh trên thực tế là có ẩn ý gì? Tôi là nhân dân, tên Nguyễn Thị Bích Thủy, cư ngụ ở thành phố Vũng Tàu. Xin trả lời câu hỏi 26 của các vị thầy tu đạo Phật. Một hoa nở ra năm cánh có hai ý. Ý một, một tổ truyền cho 5 tổ nữa, còn vị tổ Việt Nam không được truyền thiền nên không tính vào dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông được, mà Đức Phật xếp vào 3 vị tổ thực hiện. Vì vậy, nơi phổ biến Thiền Tông không an ổn là vậy. Ý 2. Một pháp môn Thiền Tông này chính thức chỉ rõ, cũng gọi là khai mở 5 pháp môn tu có thành tựu theo nhân quả, để người tu không tưởng tượng là 84.000 pháp môn tu nữa. Thiền Tông Đạo Phật ra đời có 2 nhiệm vụ. Một, để chuẩn hóa lại Đạo Phật. Hai, để cứu trái đất và loài người không bị diệt vong sớm hơn chu kỳ thành trụ hoại.